Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tuổi Giáp Dần 1974 hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Giáp Dần 1974, mệnh thủy, tức là đại khê thủy, hợp với các màu tương sinh thuộc hành kim là màu trắng, xám, ghi. Vì kim sinh thủy, màu tương hợp thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Màu chế ngự được thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam, vì thủy khắc hỏa. Người tuổi Giáp Dần 1974 mệnh thủy kỵ với các màu thuộc hành thổ là màu vàng, nâu. Vì thổ khắc thủy, không nên dùng màu xanh lá cây, xanh lục thuộc hành mộc. Vì thủy sinh mộc, dễ bị sinh xuất, giảm năng lượng đi. 1. Nam mạng tuổi Giáp Dần hợp màu gì năm 2021? Xem tử vi tuổi Giáp Dần 1974, năm 2021 nam mạng cho hay, trong năm này, nam Giáp Dần gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu là một cát tinh thuộc hành thủy, nên chiếu theo ngũ hành, có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, hỏa, sinh xuất với mộc. Do đó, sao Thủy Diệu kỵ các màu thuộc hành thổ là màu vàng đất, nâu, thuộc hành hỏa là màu đỏ, cam, tím, và hành mộc là màu xanh lá cây. Sao Thủy Diệu hợp với các màu thuộc hành kim là màu trắng, bạc, vàng ánh kim, và màu thuộc hành thủy là màu đen, xanh da trời. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Giáp Dần 1974, mệnh thủy, tức là đại khê thủy, hợp với các màu tương sinh thuộc hành kim là màu trắng, xám, ghi, vì kim sinh thủy. Màu tương hợp thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Màu chế ngự thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam, vì thủy khắc hỏa. Tổng kết lại, màu sắc may mắn nhất của người tuổi Giáp Dần nam mạng năm 2021 chính là màu trắng, xám, ghi, đen, xanh nước biển. Trong năm 2021 này, bản mệnh nên dùng những màu này để thu hút tài lộc, gặp nhiều hanh thông, may mắn. 2. Nữ mạng tuổi Giáp Dần hợp màu gì năm 2021? Xem tử vi tuổi Giáp Dần 1974, năm 2021 nữ mạng cho hay, trong năm này, nữ Giáp Dần gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với thủy, bình hòa với mộc, tương khắc với kim, thổ, sinh xuất với hỏa. Do đó, sao Mộc Đức kỵ các màu thuộc hành kim là màu trắng, bạc, ánh kim, và màu thuộc hành hỏa là màu hồng, đỏ, tím. Sao Mộc Đức hợp với các màu thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển, và màu thuộc hành là mộc màu xanh lá cây. Theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Giáp Dần 1974 mệnh thủy, tức là đại khê thủy, hợp với các màu tương sinh thuộc hành kim là màu trắng, xám, ghi, vì kim sinh thủy. Màu tương hợp thuộc hành thủy là màu đen, xanh nước biển. Màu chế ngự thuộc hành hỏa là màu đỏ, hồng, tím, cam, vì thủy khắc hỏa. Tổng kết lại, màu sắc may mắn nhất của người tuổi Giáp Dần nữ mạng năm 2021 chính là màu đen, xanh nước biển. Trong năm 2021, bản mệnh nên dùng những màu này để thu hút tài lộc, gặp nhiều hanh thông, may mắn. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.